Nên là bạn Bí sau 2 ngày đi học thì đã bắt đầu biết bò. Bò lùi, lùi từ trên giường xuống dưới đất, đi ra rất xa. Con bò lên đây nào. Rất ngoan, đi học về xong bây giờ rất là ngoan, biết bò, tập bò. Sát tủ chưa con? Đúng rồi, chồng rất là mong chống đẩy à con. Mà tức thì sẽ nhổ nước bọt.